khi người dân tỉnh kherson hoàn mình giữa cơn lũ lớn thì khu vực biên giới nga cũng liên tục bị tấn công trong khi đó khói lửa giao tranh chảy khắp lãnh thổ ukraine moscow và kiev đọ sức dữ dội tại ban bút nga không kích càn quét các thành phố miền trung ukraine căng thẳng hơn ở mặt trận phía nam lực lượng kiev xung trận cùng chiến xa Leopard và bradley moscow chống trả quyết liệt đáng chú ý ukraine cảnh báo năng lực tên lửa của nga Mỹ tuyên bố viện trợ thêm 2 tỷ đô la để kết tăng cường sức mạnh phòng thủ. Giữa lúc chiến sự leo thang, phái đoàn châu Phi lên kế hoạch thăm Nga và Ukraine thắp lên hy vọng cho tiến trình đàm phán hòa bình. Tất cả nội dung sẽ có trong chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu. Thưa quý vị, Thống đốc tỉnh Belarus, tỉnh miền nam của nước Nga, giáp với biên giới Ukraine cho biết các hệ thống phòng thủ lại tiếp tục đánh chặn hai mục tiêu trên không. Thống đốc Belarus, ông Glaskov, ngày 8 tháng 6, viết trên ứng dụng Telegram rằng hệ thống phòng không đã đánh chặn hai mục tiêu trên không khi chúng tiếp cận thành phố thủ phủ Belarus. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, một ngôi nhà và vài ô tô chịu hư hại. Các đội phản ứng đang có mặt tại chỗ để tuần tra từng nhà. Ông nói thêm, theo CNN thì Belarus đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Tuần trước thì giới chức nói một cuộc pháo kích lớn đã khiến cho bốn người bị thương. 8 tòa trung cư, 4 ngôi nhà, 1 trường học và 2 tòa nhà hành chính đã bị hư hại trong một trận pháo kích ở thị trấn Sebikino của tỉnh miền Nam của Nga. Gần đây, ông Galakov còn lên án lực lượng Ukraine đã tiến hành pháo kích dữ dội vào Belarus trong đêm ngày 7 tháng 6. Phía Kiev không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên lãnh thổ của Nga. Thông tin khác liên quan đến các cuộc tấn công trong lãnh thổ của Nga. Đài RT chiều ngày 9 tháng 6 đưa tin, thống đốc tỉnh Voronezh của Nga cho biết một UAV vừa đâm vào tòa nhà dân cư ở thành phố cùng tên khi ít nhất hai người bị thương. Được biết, tỉnh Voronezh là khu vực ở tây nam nước Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 600 km và khá gần với vùng Lugansk miền đông Ukraine. Theo RT, hình ảnh hiện trường dường như cho thấy một bức tường bị hư hại nghiêm trọng, có lẽ do UAV va chạm. Một số kênh truyền thông đưa tin chiếc UAV mang theo chất nổ đã bị lực lượng phòng không đánh chặn trước khi lao xuống mục tiêu. Tuần trước thì Nga thông báo ba UAV đã rơi ở thủ đô Moscow sau khi va chạm vào một số tòa nhà dân cư. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công cực đoan này, nhưng Kiev phủ nhận. Trong khi đó, trên lãnh thổ của Ukraine, bên cạnh thông báo chặn đứng cuộc đột kích của Ukraine ở tỉnh miền nam Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định đã đẩy lùi lực lượng Kiev ở một khu vực lân cận Bắn Mút. Bộ Quốc phòng Nga tối ngày 7 tháng 6 công bố video khẳng định đã đánh bật lực lượng Kiev ở khu định cư Bakipka, ngay phía tây bắc của Ban Mút. Nga nhấn mạnh Ban Mút và các vùng xung quanh hiện nằm trong tầm kiểm soát. Trong video của Bộ Quốc phòng Nga, một binh sĩ khẳng định, cho đến nay, Ukraine đã thất bại khi cố gắng tấn công vào ngoại ô Ban Mút. Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Ukraine tuyên bố đã tái kiểm soát Berkivka. Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga cũng chỉ trích Moscow vì để mất Berkivka. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận, trong một video khác do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các máy bay trực thăng và máy bay không người lái đã tiến hành thả chất nổ tập kích xe bọc thép Ukraine ở hướng Berkiivka. Về phía Ukraine, hãng thông tấn Yekaterinburg ngày 9 tháng 6 dẫn lời người phát ngôn của nhóm lực lượng miền đậu Ukraine, ông Serhiy Cherevety cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến được 1.600 mét ở sườn phía nam và phía bắc của Banmốt. Ông Cherevety nói: theo hướng Banmốt, Nga tiếp tục bị Ukraine phản công ở sườn nam và bắc, lực lượng Kiev đã tiến sâu tới 1.600 mét. Moscow dùng pháo chống trả quyết liệt. Nga đã tấn công 342 lần vào các vị trí của Ukraine bằng nhiều loại pháo binh. Đã có 6 cuộc không kích, 10 trận giao tranh. Ukraine đã loại bỏ 120 quân Nga, 184 người bị thương và 1 người bị bắt. Ngoài ra, 5 xe tăng, 1 xe thiết giáp chở quân và nhiều khí tài khác đã bị phá hủy. Theo báo cáo của Yikin From, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Hanna Malia và một ngày trước đó cho biết cuộc tấn công phòng vệ ở Banmut đã diễn ra trong ngày thứ ba liên tiếp. Chuyển sang khu vực miền trung Ukraine, chính quyền Kiev mới đây cho biết là Nga đã tiến hành cuộc không kích mới nhất bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái trong đêm, khi ít nhất một người thiệt mạng. Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 4 trong số 6 tên lửa được phóng trong cuộc tấn công này. Lực lượng không quân báo cáo cuộc tấn công kéo dài khoảng 6 giờ, sau đó 10 trong số 16 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, một người đã thiệt mạng, ba người bị thương và 4 tòa nhà bị phá hủy do các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Ukraine cũng đã đăng hình ảnh lên Telegram cảnh những người lính cứu hỏa đang xử lý những đống đổ nát. Lực lượng không quân cũng cho biết hai tên lửa hành trình đã tấn công một mục tiêu dân sự ở khu vực Cherkasy, miền trung của Ukraine vào tối ngày 8 tháng 6. Thống đốc khu vực ông Ihor Tabures cho biết ít nhất 8 người bị thương trong cuộc tấn công này. Được biết, trong những tuần gần đây, Moscow đã tăng cường các cuộc không kích thường xuyên nhằm vào Ukraine giữa lúc Kiev đang chuẩn bị cho cuộc phản công nhằm lấy lại lãnh thổ do Nga kiểm soát. Cụ thể hơn về cuộc tấn công vào tỉnh Cherkasy, thống đốc tỉnh này ngày 8 tháng 6 cho biết hai quả tên lửa đã tấn công vào khu vực gần thành phố Uman ở miền trung Ukraine, làm 8 người bị thương. Reuters dẫn lời thống đốc Ihor Tabures cho biết tên lửa đã đánh trúng một khu công nghiệp và một tiệm rửa xe vào buổi tối, khiến 8 người bị thương. Hai trong số này đã bị chấn thương nặng. Những bức ảnh được đăng trên kênh Telegram cho thấy các đội khẩn cấp đang ra soát các địa điểm, khói bốc lên từ phía sau các tòa nhà. Các cuộc tấn công xảy ra trong thời gian cảnh báo không kích đang vang lên khắp Ukraine. Trước đó, một tòa nhà trung cư ở tỉnh Uman đã bị tấn công bằng tên lửa, khiến 23 cư dân thiệt mạng vào tháng 4. Trong khi đó, thì giao tranh leo thang ở mặt trận phía Nam. Hãng thông tấn RIA Novosti mới đây đưa tin, chỉ huy của một đơn vị lực lượng vũ trang Nga vào hôm 9 tháng 6 cho biết, hàng ngũ xe tăng của Ukraine đã cố gắng vượt qua hệ thống phòng thủ theo hướng Zaporizhia nhưng cuộc tấn công này đã bị Moscow đánh chặn hiệu quả. Theo vị chỉ huy của Nga, tình hình hiện tại ở hướng Zaporizhia rất khó khăn. Các chiến binh Ukraine đang cố gắng thăm dò khả năng phòng thủ của lực lượng Nga tiến công theo các nhóm thiết giáp nhỏ. Ông cho biết, đoàn quân Ukraine tiến ra từ phía bên cạnh chúng tôi và cố gắng vượt qua phòng tuyến với số lượng 7 xe tăng. Họ phân tán trong các vành đai rừng. Một chiếc xe tăng đã bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh. Hai chiếc xe tăng bị nổ tung bởi mìn phần còn lại quay lại và rút lui về vị trí ban đầu. Ở khu vực này của mặt trận, chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Trước khi lực lượng vũ trang Nga đẩy mạnh tập hợp theo hướng Zaporizhia, Đại tá Nga Alexander Rumanchuk cho biết, khi đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine, quân nhân Nga đã loại bỏ hơn 350 binh lính và hơn 30 xe tăng, trong đó có 3 chiếc Leopard và hơn 10 xe chiến đấu bộ binh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cho biết vào đêm ngày 8 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga theo hướng Zaporizhia. Tuy nhiên, lực lượng tình báo Nga đã kịp thời phát hiện đối thủ và tung đòn phủ đầu bằng pháo, máy bay và vũ khí chống tăng. Ước tính trong ngày 7 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 945 người, 33 xe tăng, 28 xe chiến đấu bộ binh và 38 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 3 bệ pháo tự hành Kras và các loại vũ khí khác. Về cuộc phản công của Ukraine theo truyền thông của Nga, thì chính quyền Kiev đã bắt đầu chiến dịch bằng cách là tấn công toàn diện tại khu vực Zaporia ở miền Nam. Ông Andrei Rudenko, phóng viên của hãng thông tấn Nga, cho biết Ukraine đã triển khai xe tăng tấn công Zaporia nhưng bị đánh chặn. Theo nhà báo, nhiều binh sĩ của Ukraine bị bỏ lại trên chiến trường với vết thương nặng. Trong khi đó, ông Vladimir Rogov, một quan chức thuộc chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Zaporia cho biết trong một chương trình truyền hình rằng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công toàn diện trong 3 ngày, thậm chí là 4 ngày qua ở khu vực Zaporizhia. Vị này nói trong đêm ngày 7 tháng 6, các lực lượng của Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS để nã vào thành phố Thomas. Theo tài khoản Twitter của World Translated, các nguồn tin khác trên Telegram lưu ý có sự gia tăng hỏa lực đáng kể theo hướng Zaporizhia. Xe tăng của Ukraine không ngừng tấn công vào các vị trí của Nga. Một blogger khẳng định, chúng ta có thể nói cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine đã bắt đầu một thành viên đơn vị Stormjet của Nga với bi danh Ali đã nói với TASS rằng các lực lượng của Ukraine đã cố gắng tấn công làng Lovkove với ít nhất 20 phương tiện quân sự và 100 binh lính, nhưng họ bị đẩy lùi và chịu tổn thất. Newsweek đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Ukraine để yêu cầu bình luận về thông tin trên. Ông Alexei Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói tuyên bố của Moscow về cuộc phản công là không đúng sự thật. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây hôm 8 tháng 6 cũng đưa tin Ukraine đã bắt đầu phản công. ABC News dẫn lời hai quan chức Ukraine, bao gồm một nguồn tin thân cận với Tổng thống Zelensky, xác nhận giai đoạn chính của chiến dịch phản công đã diễn ra. Cũng theo truyền thông phương Tây, Ukraine có thể đang nỗ lực giải phóng các thành phố Malitopol và Enhoda, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tướng về hưu của Úc, Mick Ryan, nhận định các hoạt động tác chiến của Ukraine xung quanh Ban và mặt trận tiên tuyến miền Nam là tín hiệu xác nhận cuộc phản công của Ukraine có thể đã bắt đầu. liên quan đến cuộc phản công của Kiev, thông tin mới đây từ Plompost cho biết là xe tăng và các phương tiện chiến đấu tiêu chuẩn NATO của Ukraine đã xuất hiện trong các hình ảnh được chụp ở trên chiến trường. Theo Plompost, xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu Bradley của Mỹ hiện đang tiến về phía thị trấn Thomas ở miền nam Ukraine. Hai chiếc xe tăng này xuất hiện trong bức ảnh do blog Girl quân sự nga đăng tải. Ông Ben Barry, thành viên cấp cao về chiến tranh bộ binh tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở đặt tại London cho biết. Cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Kể từ ngày 4 tháng 6, lực lượng Ukraine đã tấn công dọc theo tiền tuyến. Điều này nhằm kim chất lực lượng Nga tại chỗ và thăm dò các điểm yếu. Ukraine đang trông đợi vào chiến dịch đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của mình, củng cố sự ủng hộ giữa các đồng minh và tránh áp lực từ một số quốc gia khác liên quan đến việc đàm phán hòa bình. Theo một quan chức châu Âu, vẫn chưa rõ liệu các hoạt động của Ukraine có phải đang thật sự tiến hành tấn công hay chỉ là đang cố gắng tìm ra những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Quan chức này nói thêm, lực lượng Ukraine đã đạt được một số bước tiến ở miền Nam trong tuần này, nhưng thiệt hại về thiết bị cũng rất đáng kể. Nhiều người cho rằng Kiev sẽ tìm cách cắt đứt các khu vực hiện do Nga kiểm soát thành hai phần. Bên cạnh đó, cắt đứt các tuyến tiếp tế và liên lạc quan trọng cho quân đội Moscow ở Krum. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington hôm 8 tháng 6 cho biết, cuộc phản công của Ukraine sẽ không diễn ra theo kiểu một chiến dịch lớn đơn lẻ, nó có thể sẽ bao gồm nhiều hoạt động tại nhiều địa điểm với quy mô và cường độ khác nhau trong nhiều tuần. Viện cũng cho biết Ukraine có thể sẽ gặp tổn thất cao nhất trong giai đoạn đầu. Tổng tham mưu trưởng Nga, ông Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng một lữ đoàn thuộc lực lượng Ukraine đã tấn công trong ngày 8 tháng 6 nhằm chọc thùng hệ thống phòng thủ của Nga, nhưng không thành công. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh các máy bay trực thăng của Nga phá hủy một chiếc xe tăng Leopard. Nhưng các nhà phân tích độc lập cho biết, đoạn phim cho thấy UAV đã đâm vào máy kéo và các thiết bị nông nghiệp khác, chứ không phải là xe tăng. Liên quan đến hoạt động hỗ trợ cho Kiev, thì Ngoại trưởng Ukraine mới đây đã bác bỏ nhận định của cựu Tổng Thư ký NATO khi nhân vật này cho rằng Ba Lan có thể lãnh đạo một liên minh thiện trí và gửi quân cho chính quyền Kiev. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm 8 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nêu rõ, cho đến khi cuộc xung đột vũ trang trên lãnh thổ Ukraine kết thúc, các quốc gia nước ngoài sẽ không đưa quân vào đất nước chúng tôi. Yêu cầu hiện tại của chúng tôi là hãy cung cấp vũ khí. Được biết trước đó, cựu lãnh đạo NATO, ông Anders Rasmussen cho rằng một kịch bản can thiệp bằng cách đổ quân vào Ukraine có thể thành hiện thực nếu khối quân sự do Mỹ đứng đầu không đưa ra các đảm bảo an ninh hữu hình cho Ukraine trong bối cảnh hội nghị thương đình của NATO sắp được tổ chức ở Litva. Ngoại trưởng Kuleba tự tin rằng Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO và sau đó Kiev sẽ triển khai quân đội tới các nước đồng minh để hỗ trợ đảm bảo an ninh. Trước đây, Mỹ từng xác nhận triển khai một lượng nhỏ binh sĩ bên trong lãnh thổ Ukraine với nhiệm vụ giám sát hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong khi đó, NATO và các đồng minh nhiều lần khẳng định sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, NATO có thể không hỗ trợ về nhân sự, nhưng về khí tài, rõ ràng là Kiev cần tăng cường sức mạnh trong cuộc phỏng vấn với Ukenka Prada vào hôm 8 tháng 6, thì người phát ngôn của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Andrei Zuzov, đã nói rằng Nga có khả năng sản xuất đủ tên lửa để tiếp tục tấn công các mục tiêu quan trọng ở Ukraine như thủ đô Kiev. Hãng tin Kiev Independent cho hay vào tháng 10 năm ngoái, Nga đã thay đổi chiến lược, thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm làm tê liệt hệ thống năng lượng của Ukraine, Nỗ lực này đã khiến cho Nga tiêu tốn phần lớn kho dự trữ, buộc họ phải tạm thời ngừng những đợt không kích một thời gian, trước khi tái khởi động vào tháng trước bằng việc kết hợp tên lửa và máy bay không người lái. Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Vadim Skibitsky tháng trước cho biết, Nga có thể sản xuất tới 67 tên lửa mỗi tháng, gồm 35 tên lửa hành trình KH-101, 25 tên lửa hành trình Kalif, 5 tên lửa đạn đạo F-723 cho hệ thống Iskander-M và hai tên lửa siêu thanh Kinhans. Thực tế này đồng thời cho thấy Moscow vẫn tìm cách có được các nguyên liệu để sản xuất vũ khí tiên tiến, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo tình báo của Ukraine, Nga đã sử dụng một mạng lưới trung gian thông qua các nước thứ ba để lách các hạn chế. Vào tháng trước, thì thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu 17 cuộc không kích quy mô lớn. Thưa quý vị, trước hòa lực của Nga, thì lâu Năm Góc sắp công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ đô la cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev. Plompers dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 8 tháng 6 cho biết gói viện trợ bổ sung trích từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine có thể được công bố vào cuối tuần này. Gói viện trợ sẽ cung cấp cho Ukraine hai loại tên lửa dùng cho hệ thống phòng thủ Patriot, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay. Washington cũng được cho là sẽ gửi tổ hợp tên lửa đất đối không tầm trung FIF-23 Hawk do công ty Raytheon phát triển đầu những năm 1960. Vào tháng 11 năm trước, thì Mỹ đã thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine loại vũ khí này, nhưng các phương tiện cần được sửa chữa và tân trang bằng quỹ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Thông tin về gói hỗ trợ mới của Washington dành cho Kiev được đưa ra trong bối cảnh Nga cho biết Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trong vài ngày qua. Tuy nhiên, phía Kiev khẳng định chiến dịch phản công vẫn chưa thực sự bắt đầu. Về phía Moscow, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu đẩy nhanh quá trình cung cấp vũ khí và đạn dược cho các lực lượng đang tham chiến ở Ukraine. Reuters ngày 8 tháng 6 cho hay, lời đề nghị được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đưa ra trước giới chức hậu cần và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng khi thị sát một cơ sở dự trữ vũ khí ở quân khu phía Tây của Nga. Vị đại tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và xe tăng đối với hoạt động quân sự ở tiền tuyến Ukraine. Ông Shoigu đồng thời nhắc lại, lực lượng Nga vừa thành công chặn đứng một nỗ lực khác của Ukraine nhằm chọc thùng phòng tuyến ở Zaporizhia vào dạng sáng cùng ngày. Ông nói, chỉ trong 2 giờ giao chiến, quân đội Nga đã phá hủy 30 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh cùng 350 binh sĩ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời công bố đoạn video quay từ trên cao cho thấy cuộc tấn công phủ đầu của Nga nhằm vào đoàn xe thiết giáp hạng nặng của Ukraine ở Zaporizhia. Theo chỉ huy nhóm tác chiến Zaporia, Thượng tướng Alexander Romanchuk, trong số xe tăng Ukraine bị xóa sổ, có 3 chiếc Leopard do Đức sản xuất. Hiện GF chưa bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, khi chiến sự đang diễn ra căng thẳng, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đến thăm một bệnh viện ở thành phố Kherson, nơi đang điều trị cho những người dân chạy thoát khỏi lũ lụt sau vụ vỡ đập Kakhovka tại bệnh viện tổng thống zelensky đã cảm ơn các y bác sĩ vì nỗ lực hỗ trợ người dân đồng thời cam kết giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế do xung đột trước đó cùng ngày nhà lãnh đạo đã gặp giới chức địa phương để họp về các phương án đối phó khẩn cấp khắc phục hậu quả vỡ đập chia sẻ trên telegram tổng thống zelensky viết nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận gồm sơ tán người dân khỏi vùng lũ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do vỡ đập hỗ trợ đời sống cho người dân bị ảnh hưởng cũng như triển khai khôi phục hệ sinh thái khu vực và tình hình hoạt động quân sự trong vùng thảm họa. Được biết, thành phố Khơ Sơn nằm bên bờ sông Dnipro, cách đập Kakopka khoảng 60 km về phía hạ lưu. Thống đốc tỉnh Khơ Sân cho biết, hiện 600 km vuông diện tích khu vực đã chìm trong nước, buộc chính quyền phải sơ tán 2.000 người khỏi những nơi bị ảnh hưởng. Cũng liên quan đến tình hình tại Khơ Sơn, thì Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo dõi sát sao diễn biến khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ vỡ đập Kharkovka. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vụ vỡ đập là một thảm họa. Sau vụ phá hoại, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tăng cường hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ người dân ở Kherson, cũng như tích cực giảm thiểu hậu quả. Theo Peskov, người đứng đầu nhà nước Nga hiện chưa có kế hoạch đến thăm những nơi bị ảnh hưởng, Reuters cho hay đập Kakhovka nằm trên sông Dnipro thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh miền Nam Kherson. Con đập đã bị phá hủy một phần vào dạng sáng ngày 6 tháng 6, tạo ra dòng chảy lớn ồ ạt đổ về hạ lưu và gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thị trấn và làng mạc dọc sông. Phía Kiev cho biết ít nhất 3 người ở khu vực bờ Tây sông Dnipro do họ kiểm soát đã thiệt mạng vì sự cố vỡ đập. Trong khi đó, quan chức ở bờ Đông hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow ghi nhận 5 người thiệt mạng do lũ lụt. Nga và Ukraine cho đến nay vẫn đổ lỗi cho nhau tấn công con đập, cũng như cáo buộc đối phương nổ súng và lực lượng cứu hộ đang tiếp cận các vùng ngập lụt ở Kherson. Thông tin đáng chú ý khác trên mặt trận ngoại giao. Thưa quý vị, trong ngày 8 tháng 6, thì Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi Khumbudo Saveni cho biết là nước này sẽ không thi hành lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Savene cho biết, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng nêu rõ việc bắt giữ Tổng thống Putin sẽ tương đương với một lời tuyên chiến. Tuyên bố trên được ông Medvedev đưa ra hồi tháng 3. Vào thời điểm đó, cựu Tổng thống Nga cũng nói rằng, nếu Tổng thống Putin bị bắt chẳng hạn bởi nước Đức, tất cả tên lửa của chúng tôi sẽ bay tới Quốc hội và văn phòng Thủ tướng Đức. Bà Savene khẳng định trước báo giới, tôi không nghĩ đất nước chúng tôi muốn tuyên chiến với Nga ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova Belova vào tháng 3 với cáo buộc liên quan trực tiếp đến việc di chuyển trẻ em Ukraine bất hợp pháp sang Nga. Moscow tuyên bố quyết định của ICC vô hiệu về pháp lý, đồng thời nhấn mạnh tòa án này không có thẩm quyền và không được công nhận ở Nga. Tuy nhiên, Nam Phi, với tư cách là một trong 123 quốc gia tham gia quy chế Rome thành lập ICC, có nghĩa vụ thi hành lệnh bắt giữ do tòa án này ban hành. Đầu tháng này, có thông tin cho rằng Nam Phi có thể yêu cầu Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới để tránh thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của ICC. Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Rekov đã lên tiếng bác bỏ cho rằng hành động này là một trò lừa bịp. Thưa quý vị, quan hệ đối tác giữa Nga và các quốc gia châu Phi có thể sẽ là một điểm sáng tích cực Đài RT cho hay một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến sẽ tới Nga và Ukraine vào tuần tới để thảo luận về sáng kiến hòa bình cho cuộc xung đột tại Đông Âu. Thông tin được công bố bởi Quỹ Brazavin, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho chuyến đi. Phái đoàn sẽ do các nguyên thủ từ 7 quốc gia gồm Nam Phi, Coromos, Cộng hòa Congo, Uganda, Senegal, Zambia và Ai Cập dẫn đầu. Theo kế hoạch, nhóm sẽ có mặt tại Kiev vào ngày 16 tháng 6 và gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sau đó, phái đoàn châu Phi sẽ được Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón tại St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga vào ngày 17 tháng 6. Đầu tuần này, các nhà lãnh đạo châu Phi đã tổ chức buổi thảo luận để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Họ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao chịu trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch hòa bình. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đồng ý gặp phái đoàn châu Phi trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa vào hôm 7 tháng 6. Trong khi đó, chính phủ Nam Phi vào tháng trước cho biết Tổng thống Zelensky hoan nghênh sáng kiến hòa bình của các nguyên thủ quốc gia châu Phi và sẽ tiếp đón phái đoàn. Thưa quý vị, khi chiến sự đang tiếp diễn, thì sự xuất hiện của phái đoàn châu Phi là hy vọng mới để giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý về chiến sự tại khu vực Đông Âu trong các chương trình phát sóng tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.